trăm. Dạ. Đây là một bài hát khá nổi tiếng. Đây, cho em... Theo Hồng nghĩ nó Hồng bao nhiêu ạ? Dạ, bao nhiêu ạ? Nghĩ là khoảng 34-74%. Tại sao chị nghĩ như vậy? Dạ, tại vì em nghĩ rằng thường là cái bài hát này á là này, em bé Tây Nguyên nha. Dạ. Nhưng mà Tây Bắc thì khác ạ. Mà bài hát này rất là nổi tiếng. Em nghĩ là trong vườn bác thì em nghĩ là cái bài hát này trong vườn bác thì em nghĩ là Tây Bắc sẽ là có thể là cao hơn là Tây Nguyên. Cho nên em nghĩ là từ 34-74%. Vậy hả? Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem khảo sát của khán giả tại trường quay nghĩ gì nha. Ba mươi phần trăm. Thấp xuống 25. Bao nhiêu ạ? 25. Nếu như anh tự tin, anh nghĩ đi. Khán giả là chọn 30 đó. Còn bao nhiêu ạ? Đó. 40%. 25 đi ha, 25-65 đi ha. Đúng rồi, thấp xuống đi Hoàng Anh. Anh có chỉ số dự đoán là khoảng 40%. 25-65. 20-25. Tôi nghĩ là khoảng cách này cũng không phải 25 là khó lắm. Anh nghĩ ạ. Rồi em chọn 25-65 ạ. 25-65. Anh đã gạt, anh đã kéo cần rồi đúng không ạ? Bây giờ thì chúng ta cùng xem khảo sát của chúng tôi tại quận 4 có bao nhiêu người trả lời như vậy nhé. Lên nữa à? Lên nữa không à? Lên nữa à? Lên đúng, anh có đúng. May mắn. 31. Rồi, dừng lại, dừng lại. Yeah. Chúc mừng anh. Đây là cái khoảng dự đoán của anh rất là chính xác, từ 25-65%. Chúc mừng anh. Bây giờ anh có muốn ngừng cuộc chơi không ạ? Dạ. Anh đang được giải thưởng là 10.000 đồng. À, có thể ăn được một tô hủ tiếu bình dân. Không, dạ, 10 vẫn em thấy ít quá. Thôi, ít quá hả? Tiếp tục đi ạ. Tiếp tục đi ha. Dạ. Bây giờ khán giả nghĩ sao ạ? Để tất nhiên. Nếu vậy thì mời anh đến với nước thang thứ hai. Và chỉ số là 30% thôi. Khi hỏi những người ở quận 4, họ có thuộc bài hát Đêm qua em mơ gặp bác Hồ, thì theo anh có bao nhiêu phần trăm số người trả lời là họ có thuộc bài hát Đêm qua em mơ gặp bác Hồ? Khán giả hãy giúp anh bằng cách là mình sẽ khảo sát và đưa ra biểu đồ đồ thị để có thể tham khảo được anh. Bao nhiêu ạ? Và người chơi giúp có thể sẵn sàng bước vào. Đây là một bài hát rất nổi tiếng và nếu như là trẻ em thì chắc chắn chúng ta luôn luôn phải thuộc bài này. Đêm qua em mơ gặp bác Hồ. Theo em thì sao Hồng ạ? À? Cái bài này nếu mà mình hỏi mình á thì chắc mình cũng thuộc. Nói chung là hỏi dạ. Những người, mọi người thì ai cũng đều nghĩ là biết hết á. Anh chắc, nếu mà anh chắc anh cũng thuộc. Thế ai cũng phải thuộc. Dạ. Bản thân mình nghĩ vậy đó, còn nhưng mà những người ở quận 4 thì không biết bao nhiêu ạ. À. Anh đã suy nghĩ kỹ. Cái này đi ha. Hả? 80-90 hả? Rồi đợi coi ha. Ồ, con số hơi bị bất ngờ. Có nghĩa là có khoảng chừng 40-50% thôi. 50% thuộc đó à. Đây là một cái con số đưa ra. Đây là Cái này là khảo sát ở đây, ở khán đài. Đúng rồi. Có thể là mỗi người có một suy nghĩ khác nhau. Đúng rồi, thì là tham khảo thôi. Quyết định chính vẫn là anh thôi. Dạ. Em nghĩ rằng nếu mà để thuộc hết bài hát Đêm qua em mơ gặp bác Hồ thì cũng không có nhiều người thuộc đâu. Em nghĩ là khoảng từ 40%-70%. Và mình nhắc anh là bài hát này rất nổi tiếng. Nếu như anh tự tin thì anh hãy kéo cần, còn không thì anh cứ suy nghĩ. Sao ạ? Em nghĩ là 40%-70%. Chỉ có 30% thôi. Đây cũng không phải là câu hỏi khó lắm. Bao nhiêu ạ? 40. Chốt đi, chốt ông à. Khán giả hãy nói anh chốt đi.
Ghét. 46% đến 76%. Có lẽ là câu hỏi này anh chưa tự tin lắm, nhưng mà anh cũng đã chọn cho mình câu hỏi cuối cùng, câu trả lời cuối cùng rồi. Bây giờ thì chúng ta cùng xem khảo sát của chúng tôi tại quận 4 là bao nhiêu phần trăm nhé. Hồi hộp quá. Một là anh đi về, hai là anh cần tiếp tục đến với đất hàng thứ ba. Xuống lên à. Dừng lại. Xuống lên. 80. Xuống. Đừng bức xúc. Quý vị khán giả hãy bình tĩnh, không sao hết. Đừng quá khích như vậy. Cảm giác của anh như thế nào đây? Anh chỉ thua có 4% thôi. Mà mình đã nhắc anh từ đầu rồi là cái bài hát này rất nổi tiếng và rất là dễ thuộc, bởi vì ca từ rất dễ. Và anh đã bỏ qua nấc thang thứ ba mà anh có chuẩn bị tới, đó là giải thưởng 1.000 điểm, đó là phiếu mua điện thoại di động trị giá 1 triệu đồng tại hệ thống siêu thị Viễn Thông A. Còn hiện nay thì anh không nhận được 100 điểm, mà tức là anh không được nhận 100.000, mà anh lại quay về cái con số là 10.000 đồng. Và bị chia cho 10 thì lúc đó anh còn nhiêu ta? 1.000 hả? Thôi 1.000 cũng hơn rồi, có hơn không? Đúng không ạ? Một lần nữa thì xin chúc mừng anh đã đến với cuộc chơi hôm nay, và anh vẫn là người may mắn lọt vào vòng đặc biệt này. Và anh đã xứng đáng là người tự tin đọc được suy nghĩ của những người khác. Nhưng mà nấc thang thì mỗi ngày mỗi lên cho nên hơi khó. Và chúc mừng anh và hẹn gặp lại anh trong chương trình kế tiếp. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Lại với trò chơi truyền hình Quyền Năng số 10. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với hai người chơi, đó là chị Phạm Thị Diệu và anh Nguyễn Thái Bình, sẽ là hai đối thủ nặng ký nữa đây, để cùng thi đấu với nhau để chọn ra một trong số họ nhận được điểm thưởng nhân 10 của chương trình như sau. Đó là 10 điểm tương đương với giá trị 10.000 đồng, 100 điểm tương đương với giá trị là 100.000 đồng, 1.000 điểm tương đương với phần quà trị giá 1 triệu đồng, 10.000 điểm tương đương với phần quà trị giá 10 triệu đồng, và 100.000 điểm tương đương với phần quà trị giá 100 triệu đồng. Và đó là lý do vì sao chương trình có tên là Quyền Năng số 10. Hồi nãy thì các anh chị chắc đã xem cặp thi đấu đầu tiên rồi, cũng biết được nội dung của chương trình đúng không ạ? Và kính thưa quý vị, chương trình được khảo sát ở số đông khán giả và ở nhiều địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh để chọn ra những cái câu hỏi để chúng tôi khảo sát. Và nhiệm vụ của các bạn là sẽ trả lời phần trăm cái số khảo sát của chúng tôi như thế nào. Và các bạn nắm vững được luật chơi chưa ạ? Các bạn nên nhớ, khi mà chúng ta đến với cuộc chơi này, chúng ta không cần đòi hỏi quá nhiều về kiến thức về lịch sử, toán học, địa lý, mà chỉ cần các bạn tự tin khẳng định mình có thể đọc được suy nghĩ của nhiều người, nhiều số đông, thì các bạn sẽ là người chiến thắng. Nhớ nha. Bây giờ chúng ta cùng đến với anh tên là Nguyễn Thái Bình đúng không ạ? Anh là một người nhân viên đồ họa, năng động hoạt bát lắm. Nhưng mà tại sao trong bản anh đăng ký, nỗi sợ hãi lớn nhất của anh là bị người khác lừa dối? Có lẽ là anh bị lừa dối nhiều đúng không ạ? Anh có kể kỷ niệm nào mà anh bị lừa dối nặng nề nhất không ạ? Không ạ, tức là em chỉ sợ thôi chứ... À, tức là cái nỗi sợ thôi chứ anh chưa bị... Anh chắc không? Chắc chắn là trong cuộc đời anh chưa bao giờ bị lừa dối. Ồ, vì vậy anh rất là tự tin. Anh đã từng lọt vào chương trình đi tìm ẩn số và được chào giá là 24 triệu. Nhưng mà anh chỉ còn cặp 50 triệu và 10 ngàn thôi. Nhưng mà anh vẫn tiếp tục lựa chọn cuộc chơi, là anh vẫn thi tiếp. Như vậy thì lúc đó anh có quá tự tin không ạ? À, cũng tự tin lắm ạ. Vậy khi bước vào chương trình này anh cũng tự tin như thế nào? À, tự tin, rất là tự tin.
Bao nhiêu phần trăm? Dạ 80%. 80%, xin chúc mừng sự tự tin của anh. Xin chào chị Phạm Thị Diệu. Được biết chị Lan là một sinh viên của trường Đại học Hồng Bàng đúng không ạ? Trong bản đăng ký chị có nói là điều chị làm mất bình tĩnh nhất là lần hẹn hò đầu tiên. Tại sao vậy? Có lẽ là do con gái, cho nên là khi mà hẹn bạn lần đầu tiên, mà đặc biệt là bạn mà con trai mà mình thích nữa, nên là không biết hồi hộp, không biết là suy nghĩ, ý nghĩ của anh ấy như thế nào. Có lẽ vì vậy mà chị đến với chương trình hôm nay. Và xin lỗi là có một câu hỏi khá tế nhị, là hình như là chị cũng đang có bạn trai rồi đúng không ạ? Hiện giờ thì đang độc thân. Ủa là sao ạ? Là chưa có bạn trai. Tức là có rồi, giờ chia tay rồi, giờ độc thân. Vâng, chưa có bạn trai. Chứ là đây là một cơ hội cho khán giả của trường quay chúng ta đó. Nhất là các bạn nam nha. Được biết là chị có nỗi sợ hãi lớn nhất là chuột và gián. Tại sao chị sợ hai con đó dữ vậy? Cái nhỏ mà. Nhưng mà nó ghê, cái giọng nó thì rất sợ. Rất sợ. Nếu vậy thì chuột gián làm cho chị không có tự tin đúng không? Vâng. Nhưng mà chị có thể đọc được suy nghĩ của những con vật không ạ? Tôi không chắc là đã đọc được suy nghĩ của con vật nào không. Nhưng mà tôi hy vọng là đến với chương trình hôm nay là nếu mà có câu hỏi nào về con vật thì tôi cũng khảo sát xem thử là mình có đọc được không. Biết đâu được đúng không? Chị tin bao nhiêu phần trăm chị thắng trong cuộc chơi hôm nay? Tôi không biết là sẽ đọc được suy nghĩ của bao nhiêu người và sẽ thắng bao nhiêu, nhưng mà tôi sẽ cố gắng để chơi hết sức mình. Chơi là chơi hết sức. Vâng, và giành chiến thắng là hết sức. Xin chúc mừng sự tự tin của chị. Và xin chúc mừng, chào mừng hai thí sinh và xin chào mừng hai thí sinh sẽ đến với vòng 1 của Quyền Năng số 10. Tôi sẽ nói luật chơi một lần nữa ở vòng 1. Đầu tiên thì tôi sẽ cho các bạn biết là câu hỏi khảo sát của chúng tôi tại quận Tân Bình. Và sau khi tôi đọc câu hỏi ra thì các bạn sẽ có 10 giây để suy nghĩ. Và các bạn sẽ tìm ra được cái tỷ lệ phần trăm của chúng tôi là bao nhiêu. Và khi các bạn có cái số mà tỷ lệ phần trăm gần đúng với khảo sát của chúng tôi thì chắc chắn bạn sẽ ghi được 1 điểm. Và người nào ghi được 3 điểm đầu tiên thì người đó sẽ giành chiến thắng và lọt vào vòng đặc biệt của chương trình. Các bạn nhớ chưa? Các bạn hãy tự tin, cứ việc xoay cái số phần trăm của mình. Và khi càng tự tin, dứt khoát là quyết định đó là của mình, hãy kéo cần. Các bạn nhớ nhé. Được phép bắt đầu với câu hỏi thứ nhất. Chúng tôi đã khảo sát tại quận 4 một câu hỏi như sau. Khi hỏi là thành phố Vinh ở Quảng Bình hay Nghệ An, có người trả lời là Quảng Bình, có người trả lời là Nghệ An. Vậy thì theo hai anh chị, có bao nhiêu phần trăm số người ở quận 4 trả lời rằng thành phố Vinh ở Quảng Bình? 10 giây bắt đầu. Chúng ta cũng đều biết là thành phố Vinh là một thành phố rất nổi tiếng. Hiện là nằm ở tỉnh Nghệ An. Chị Diệu chọn 28%. Thái Bình chỉ có 9% thôi. Tại sao anh tin chắc là 9%? Dạ, tại vì em nghĩ giờ thì kiến thức của mọi người rất là rộng, cho nên là với lại thành phố Vinh cũng nổi tiếng. Thành thử là em đoán chắc không có nhiều người lắm. Nhưng mà có nhiều khi người ta lại không nghĩ đến thành phố Vinh nhiều, nhưng mà ta biết là thành phố Vinh, nhưng mà người ta không nghĩ là ở Nghệ An, ở một tỉnh khác chẳng hạn. Thành phố Vinh nhị một chút. 10 giây bắt đầu. Thật ra thì hiện nay thì đài truyền hình cũng chiếu khá nhiều bộ phim, nhưng mà không phải lúc nào cũng có những cái cảnh đó. Nhưng mà lỡ chúng ta bị gặp cảnh đó thì chúng ta cũng rất là khó xử, không biết sao đây. Chị Diệu chọn 75%, anh Thái Bình 89%. Tại sao anh nghĩ là số lượng cao như vậy, phần trăm cao như vậy? Dạ, tại em nghĩ là trẻ em nó còn nhỏ, mà nếu mà coi những cảnh đó thì cũng không tốt. Chắc có nhiều người sẽ nghĩ là thành nên tắt TV. Mà sao, tại sao anh không nghĩ là 100% hoặc là 90%+ mà phải là 89%? Thì em đoán khoảng số lớn thôi chứ em không dám tính tới 100%. Chưa tự tin lắm. Thế còn chị Diệu, tại sao chị chọn 75% thôi? Nghĩ là tại vì có khi là em bé nào nhỏ quá, đó là thì không biết gì đó thì có lẽ là bố mẹ vẫn cứ xem bình thường. Tại vì con còn nhỏ chứ nhỏ quá nhỏ. Nghĩa là theo chị là ví dụ như em bé nào mà hơi dậy thì chút xíu, hơi lớn xíu thì cứ coi được. Nhỏ nhỏ quá. Ý là mới năm tuổi. Nhỏ quá thì không cần coi. Ủa, coi cũng sao, không biết gì. Không biết gì vậy. Là năm.
Cái suy nghĩ của chị rất là thoáng. Chị có năm, ý là nghĩ là chị 4, 5, 6 tuổi thì 5 tuổi nhưng mà theo chị có biết là Á Đông chúng ta thì thường những cái cảnh đó là người lớn chúng ta không bao giờ cho xem. Thậm chí tắt tivi mà còn cấm nữa. Còn nói là nhớ mấy có cảnh đó là không bao giờ mình được xem hết. Và đó cũng là một đạo lý ngàn đời thôi. Và đó là một đạo lý rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem khảo sát của ở quận Tân Bình là bao nhiêu nhé. Tỷ số hiện nay là đang nghiêng về anh đó, đó. Mà không biết đây là bao nhiêu đó, đây đó. Lên hay xuống à? Xuống rồi. Ôi cái cuộc so kè này gọi là bên bên đây 5, bên đây cũng 5 á. Thôi bây giờ thì chúng ta cùng nhau về là 22. Đây là câu hỏi cuối cùng để chọn ra anh hay là chị sẽ lọt vào vòng trong. Hãy bình tĩnh nha. Câu hỏi số 5 cũng khảo sát tại quận Tân Bình. Có bao nhiêu phần trăm số phụ nữ trả lời rằng họ sẽ cho tiền con chơi game ngoài tiệm? 10 giây bắt đầu. Thường thì người mẹ nào là thương con, mà hiện nay là chơi game là một trong những mà trò chơi mà các bé thích nhất. Mà các bạn nghĩ sao ạ? Bây giờ đã có kết quả rồi. Chị Phạm Thị Diệu 33%, anh Thái Bình 13%. Ủa tại sao anh nghĩ là số lượng ít vậy? Em nghĩ là thường thì cha mẹ muốn con học hành tốt hơn thì chắc là không có cho chơi game nhiều lắm Nhưng mà anh nên nhớ câu hỏi đó là người phụ nữ, tức là người mẹ luôn luôn chiều con, mà thường có cái câu là con hư tại mẹ. Nhiều khi mình chiều quá thì cũng phải là cho con thôi. Mà thường á thì phụ nữ dễ siêu lòng nữa, con thích chỉ cần mè nghe một chút xíu thôi là cho tiền liền. Anh không nghĩ là số lượng này là hơi bị khác xa. Dạ không, em nghĩ số lượng này chắc là đúng rồi. Anh tự tin không? Dạ tự tin. Thế còn chị, tại sao chị chọn 33 thôi? Em nghĩ là ngoài giờ học thì con cũng nên giải trí cho nó đỡ căng thẳng đầu óc. Thì tại sao chị không chọn 50 mà chọn 33? Em nghĩ là 50 là một số không an toàn, 33 hơi an toàn hơn. Chị tự tin nhưng mà chị phải lựa số không an toàn. Mình an toàn nhất cho chị thôi đúng không? Bây giờ chúng ta cùng xem khảo sát tại quận Tân Bình là bao nhiêu nhé. Thật ra thì ngoài giờ học thì cũng cho các em lên giải trí nhưng mà không nên lạm dụng, bởi vì game cũng là một trong những điều mà làm cho các bé chiếm nhiều thời gian và các bé sẽ bị mất sức khỏe rất nhiều. Bao nhiêu ạ? 15. Bây giờ thì chị có ra về và anh có ở lại thì cả hai cũng đều nhận được một phần tài trợ của chương trình, đó là một suất học bổng học tại trung tâm Anh ngữ Cleveland trị giá 6 triệu đồng. Chúc mừng chị và chúc chị sẽ là khán giả trung thành của chương trình và ngày càng suy nghĩ được nhiều cái ý kiến của số đông. Xin chúc mừng chị và xin chào tạm biệt. Cảm ơn chương trình. Riêng anh thì xin chúc anh lọt vào vòng trong và sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng 100 triệu đồng. Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với trò chơi truyền hình Quyền năng số 10.